Xin chào quý vị. Một căn nhà ngõ ô tô tải vào, một căn nhà nhìn ra hồ, một căn nhà có thể kinh doanh cà phê, ăn sáng hoặc là làm văn phòng. Một căn nhà tuyệt đẹp để tận hưởng cuộc sống, với mặt sàn rộng, không khí trong lành, xung quanh thì nhiều cây cối. Đây chính là một căn nhà đáp ứng đầy đủ các yếu tố đó. Căn nhà có vị trí nằm tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, cách ngã tư Sở khoảng 1 km. Căn nhà này là căn nhà xây mới độc lập, đang hoàn thiện. Nhà thì có sổ đỏ riêng chính chủ. Diện tích xây dựng là 60m² nhân với 5 tầng. Nhà thoáng trước, thoáng sau và có cửa sổ ở mặt bên. Căn nhà này thì có mặt tiền rộng đến 6m, thiết kế hiện đại. Mặt sàn tầng 1 rất là rộng, nên có thể để được 2 ô tô hoặc là làm văn phòng, làm ăn sáng hoặc là bán cà phê. Phía sau nhà thì có mặt thoáng. Kế bên là một số căn biệt thự nhà vườn, có để ô tô ở trong nhà. Đây là một căn nhà đất thuộc khu dân trí tốt. Hàng xóm đa phần đều là cán bộ trí thức, hiền lành và có hiểu biết. Mặt sàn tầng 1 nó rộng như thế này, thì nếu chúng ta có sử dụng làm mặt bằng kinh doanh thì kê bàn ghế nó cũng rất là dễ. Chúng ta cùng nhìn một cách tổng quát cái tầng 1, cái khe thoáng sau và cả cái ngõ trước nhà nữa. Lên tầng 2 thì là thông sàn, với ý đồ làm phòng khách và phòng bếp. Nhà thì đang hoàn thiện chưa xong, nên chưa lắp bếp. Nhưng ở vị trí góc phải của căn nhà này thì sẽ có lắp tủ bếp ở đây ạ. Mặt sàn rộng, mặt tiền rộng, cửa sổ cũng rất rộng, tạo một không gian sống rất là mở. Nhất là khi xung quanh nhà có vườn cây, có hồ cá như thế này thì sinh sống quá là tuyệt vời luôn ạ. Căn nhà thoáng trước và thoáng sau, nên có cả ban công phía trước và ban công ở phía sau. Đây là ban công ở phía sau của nhà đấy ạ. Có thể nói là rất hiếm có căn nhà nào có cái không gian sống tuyệt vời như thế này. Một căn nhà cao cửa rộng như thế này thì đương nhiên là cái trang thiết bị đi kèm với nó cũng là những đồ đạc đủ xịn để tương xứng với cái giá trị của căn nhà này. Từ sàn gỗ, cửa, tủ bếp, thiết bị vệ sinh và tất cả các đồ đạc khác thì đều được lựa chọn rất là kỹ lưỡng. Lên tầng 3 và tầng 4 thì chúng ta có 4 phòng sinh hoạt, nghĩa là mỗi tầng 2 phòng. Chỉ có điều là ở tầng 3 thì có vệ sinh khép kín ở từng phòng. Ở tầng 4 thì lại có vệ sinh ở phía ngoài và có thêm một ban công rộng.
Căn nhà này thì hiện tại đang có giá chào bán là trên 7 tỷ đồng, tương đương là trên 100 triệu một mét vuông, cả nhà, cả đất, sổ đỏ riêng. Giá chào bán cụ thể thì em để ở dưới phần mô tả của video nha. Quý vị quan tâm thì có thể trực tiếp qua xem nhà và nói chuyện giá cả với chính chủ sổ đỏ. Như vậy thì tổng kết lại, nhà có những ưu điểm nổi trội, đó là vị trí ven hồ, ngõ ô tô, và nhà cũng để được ô tô thoải mái. Mặt tiền rộng, xây mới, có thể đặt văn phòng hoặc là kinh doanh tùy ý. Để có thể sở hữu căn nhà này hoặc là tham khảo thêm thông tin nhà đất hữu ích khác thì quý vị anh chị vui lòng liên lạc số hotline là 0962 802 792 gặp em Thiện nhé. Xin trân trọng cảm ơn ạ. It's not a game, it's a large thing.